Ngày cấp ba cấp mẹ chơi nhà chơi Trung thu với con. Con vui lắm không? Cười cái nửa miệng nè, Trời ơi. cười cái nửa miệng nè, cái ghét quá. Sướng nha, nay được ba ẵm cả ngày luôn. Bây giờ là nhất rồi. Nhìn ấm áo rồi nó đây. Trung thu đoàn viên là vậy đó con, là cả nhà mình ở nhà hết trơn không có đi đâu hết, vậy là trung thu đoàn viên Giờ ngồi sao, muốn ngồi cho thoải mái nè. Thích rồi mẹ không? ơi, sướng quá. Nãy giờ bạm làm vậy mới nhìn thấy mặt ba mới nói chuyện được, đúng không? Tiger ơi, Tiger à, mẹ nè mẹ nè, Tiger. Thích ngồi coi tivi á bà. Bà con à, bà con cái đùi vô vậy đó cho anh ngồi lên cái đùi. Anh thích lắm. Cứng cái bụng bà quá. Coi nè, cứng cái bụng ba cái con cũng ưỡng cái bụng lên. Ô ba kỳ quá. Ba cho con nằm cứng cái bụng. Cười. Ba cho con ba cho con nằm cứng cái bụng quá phồng ngọc. Ừ, làm sao để cho cái bụng của ba xẹp đi là con hết khó chịu đúng không? Đúng không? À, bắt ba đi tập thể dục nha. À, mẹ cho ngậm ti ghiền chút xíu nha. Để mình để mình vui vẻ trở lại nha. Đây, à, không thích ngậm luôn. À, thấy chưa? Không thích ngậm luôn đúng không? Thử nha. À, không thích luôn. Ừ, rồi, không thích thì thôi. La 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 la. Chào nè, cho ngồi bên cái đùi bên đây cũng được nè. Thích vậy à? Không dám đâu. Thôi thích luôn. Chị Nam buồn ngủ mới thích vậy thôi. Thì đang vui mà. Giờ sao? Nè, ngồi dựa vô đây. Thôi thôi ngồi dựa đây đi, ngồi dựa đây đi. Ôi, đây 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 đây. Thôi mẹ mẹ đi cho dựa này. Thôi ngồi dựa nha. À, mình ngồi mình dựa như vậy đó. Không chịu luôn hả? Không chịu luôn hả? À, mà mẹ đâu mẹ đâu? Xíu quá nè. Ôi trời ơi. Chúng thôi mà khóc nhè nè. Ông bà cô chú ơi. Nói quá trời nói rồi nè. Trên ta xách lồng đèn đi vòng vòng chơi đúng không? Trên ta ở nhà ôm nhau hoài không có chịu đâu đúng không? cái mặt cam chịu quá nè. Kỳ quá đi, người ta lớn rồi hay cho người ta cầm lồng đèn người ta đi vòng vòng chơi không? Kỳ quá mà, cho con người ta ở nhà không mà. Kỳ cục lắm nha, không có chịu đâu nha. Mày biết rồi. Cái mặt con này đây kìa. Cái mặt à. Mặt xấu xí à. Nói đi, nói tiếp đi. Biết rồi. Nói gì nói tiếp đi. Thấy ba nhìn cái bắt đầu đơ đơ. Ra nữa. Tới đâu phải. Biết rồi. Nói gì nữa nói đi. Thôi nói tiếp đi. Đừng chơi giờ bóng bóng. Đây này nè. Nè nhìn cái mặt. Đây nè. Đây nè. Nè cái mặt con nè. Cái mặt con này đây kìa. Đứa cơ coi cái mặt đứa nào. Trời ơi, khó chịu quá vậy. Khó chịu với mẹ. Giải đùm lum la nè. Giải nít miếng đùm lum nè.